Hello, xin chào mấy anh em ha. Em chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em. Thì cũng như thường lệ, bữa nay tiếp tục giới thiệu cho anh em một số sản phẩm anh em cho anh em thân cảm nha anh em. Thì hôm nay em giới thiệu cho anh em là cái dòng loa ha. Thì cái dòng loa này là cái dòng loa WS898 nha anh em. Thì cái dòng loa này giá thành nó dòng chung mà nó xài cực kỳ bền nha anh em. Dòng loa này hiện tại thì bên em bán cực kỳ nhiều ha. Bán lại dòng này là đa số là dòng này nhiều lắm nha anh em. Thì cái dòng này thì giá thành nó vừa túi tiền anh em, nhưng mà nó xài là mình xài nó bền cực kỳ luôn nha anh em. Thì hàng điện tử mình xài 5-6 năm bình thường không hư hao gì, nó là mình là ok lắm nha anh em. Với lại mấy cái này nó ít có hư bậy bạ lắm nha anh em. Cái này xài bền lắm. Thì cái dòng loa này anh em thì nó đầy đủ tính năng này mới giờ hết trơn nha anh em. Thì như là Bluetooth nè, đầy đủ hết trơn ha. Thì cái loa này thì nó êm lắm nha anh em. Nó êm lắm, nghe nó ấm đó ha. Đặc biệt là cực kỳ ấm luôn nha anh em. Thì cái lượng loa này là em bán cực kỳ nhiều nha anh em. Bán nhiều lắm. Này là em chỉnh nhỏ nghe nè, nhỏ ha. Thì cái loa này anh em thì theo nhà sản xuất của nó là điều khiển được 300m nghe nè, 300m ha. Thì nhưng mà anh em nào muốn cho mà nó xa hơn á thì anh em kéo cái anten lên, và anh em để trên cây thì nó sẽ được từ 50 đến 100m nghe nè. Thì cái loa này hiện tại thì cái loa không thì hiện tại là em bán giá 480 nghe nè, 480 bao phí vận chuyển cho anh em ha. Thì lo bên em là lo bán cho anh em là lo mới 100% nghe anh em, lo mới 100% ha, chứ không phải là lo cũ dán tem lại rồi sửa nghe anh em. Thì hiện tại giá lo không là em bán giá là 480 nghe anh em, 480 một cái lo, chưa có thẻ nhớ nghe anh em. Nếu có thẻ nhớ luôn là 560 ha, thẻ nhớ luôn là em cài sẵn cho anh em là 560. Thì cái thẻ nhớ không á thường là em đã bán là 150 rồi, khi mà anh em mua cái lo là em tặng kèm cho anh em luôn ha, tặng kèm chứ không có, nếu mà bán ra là em cài dùm cho anh em luôn đó nha anh em. Thì cái thẻ nhớ của em là cái tiếng ngày là 48 tiếng nha anh em, tiếng đêm thì là một con vậy cũng là 150.000 ha. Thì ngày thì 48 tiếng, còn tiếng đêm thì một con là 150.000. Thì tiếng chim bên em là đặc biệt là em tự làm chứ không có đau trên mạng xuống nha anh em, không đau mạng hồi nãy nha. Chúng bên em là đặc biệt là thẻ bên em bán cực kỳ nhiều nha anh em. Thì ngày nào bán cũng từ 5 cái tới 10 cái thẻ chân đi cho anh em nha. Thì cái thẻ bên em thì đặc biệt tiếng đêm ha, tiếng chúc, tiếng quốc rồi. Tất cả các loại chim đều có nghe anh em, bắt xéo đồ có đầy đủ bìm bịp ha. Thì tổng cộng là tiếng ban ngày là 48 tiếng, tiếng đêm là một con vậy là 150.000 nghe anh em, con 150.000 ha. Thì một con mua đêm thì em xài cài cũng 5-6 phút chứ không phải là em cài mau luôn nghe anh em. Thì đặc biệt là tiếng bên em là cực kỳ nhạy nha, nhạy em lắm nghe anh em. Thì cái lo thì ngoài thị trường thì nó cũng bán nhiều giá lắm nghe anh em, nhưng lo của em này bán cho anh em là bảo đảm anh em là lo mới 100% ha, không phải là lo rồi sửa lại rồi dán tem rồi nghe anh em. Lo mới 100% cho anh em về test thử thoải mái ha. Bao cho anh em ví dụ đó nghe anh em. Về tới tay anh em là xài được ha. Hàng xài ok. Thì trước khi mà anh em đặt hàng á là em test thử gọi nghe anh em. Để một ngày bên chùa cua bên em thì em coi cái độ cầm pin đó với cái tính năng của trong cái lo á ok hết trơn rồi em mới lấy cho em anh em ha. Lo không là 480 nghe nè. Hiện giao hàng toàn quốc, số điện thoại em để trên đề, anh em điện số đó hoặc nhắn tin Zalo ha. Rồi, như mà anh em nào mà như mà mình xài cái loa anh em mà cái đồ điều khiển á mod mà nó có hư hay là có mất gì đó thì anh em alo em ha. Em cũng có bán rồi, đồng thủ phụ kiện trong cái loa đầy đủ cho nghe anh em. Chẳng hạn như cái loa này thì cái đồ điều khiển này là hiện tại nó cũng giá là 140 nghe anh em. 140 ha. Thì trong cái loa thì nó cũng đầy đủ phụ kiện trống cho nghe anh em. Trong loa thì nó cũng đầy đủ, quay cho anh em coi ha. Trong loa thì nó cũng đầy đủ trơn nè, anh em thấy đồ điều khiển nè. Người tặng cho anh em ba cục pin, đồ điều khiển, sạc đồ đầy đủ cho nghe anh em. Cứ đừng lo ha. Thì như anh em hư cái nào thì em có bán rồi cái đó cho anh em ha. Nè, cục sạc nè anh em, cục sạc nó nè. Cái chùi 898, 899 gì cũng ok cho nghe nè. Thì cục sạc này cũng đồng giá là 140 luôn nha anh em. Và cái này là cục pin theo máy nè. Pin theo máy này là 101 nha anh em. Pin theo máy 101 ha. Nhưng mà xài lâu ngày nó bị chai pin hay là gì đó anh em. Thì anh em mua thay có bán gửi cho ha. Cái này là pin sạc dự phòng anh em. Và siêu phòng này cũng 101 luôn nha nè, giá ha. Và cái này là cái pin đầu mod này, pin đầu mod ha, cặp 30.000. Thì khi anh em về xài á, mình có con tắt ngang không á nè, tắt cái này con tắt này đỡ nó đỡ hao nha nè, đỡ hao ha. Còn cái này là cái kẹp điện thoại quay phim nha nè. Thì anh em kẹp cái điện thoại quay phim này thì cái xung quanh đấy này là một kim loại nha nè, kim loại ha. Cái lò xo nó lớn lắm nha nè, lò xo lớn ha. Thì lò xo này mà kẹp vô cây rồi là gió không có thổi đường nào gớt được cái điện thoại anh em xuống ha. Cứng lắm nha nè, cứng lắm nha. Hàng này hàng xịn nha nè, xài lâu cực kỳ bền ha. Bền cực kỳ nha. Cái này thì kẹp điện thoại, cái này thì kẹp cái điện để điện thoại vô kẹp lại nha nè, chắc lắm nha.
nên trong nó có lớp mút cao su này nè, su ha. Thì cái quay phim, cái kẹp điện thoại này hiện tại thì em đang bán giá là 100.000 anh em. Anh em cần mẫu này thì alo em ha. Thì anh em có thương thì ủng hộ em nha anh em. Thì tất cả các mặt hàng của em đều có khoảng 300 mặt sản phẩm. Thì một ngày em lên 1-2 sản phẩm cho anh em tham khảo. Những cái mẫu nào em lên chưa kịp đó thì anh em cứ điện em ha. Điện em trực tiếp số điện thoại đến trên tôi đề hoặc nhắn tin Zalo. Có thì em báo có em gửi hàng sớm gì cho anh em xài luôn nha nè. Có giá luôn ha. Lần này em cũng cảm ơn mấy anh em nhiều. Anh em có thương thì ủng hộ kênh, bấm vào đừng nhớ bấm vào đăng ký kênh, bấm vào cái chuông anh em. Khi lên những cái sản phẩm mới đó thì anh em cùng nhau chia sẻ anh em. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em lần sau nha anh em.